Nhiều khu vực của Hàn Quốc đang trải qua ngày tuyết rơi dày thứ hai liên tiếp. Tuyết rơi kỷ lục khiến cho giao thông tắc nghẽn, hàng trăm chuyến bay bị hủy và 4 người tử vong. Đến 11 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, lượng tuyết rơi thì đã dày hơn 40 cm và phủ kín một số khu vực ở Seoul. Chính quyền thủ đô đã điều động 11.000 người và hàng chục nghìn thiết bị để dọn tuyết. Sân bay quốc tế Incheon chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi mà trung bình hành khách có các chuyến bay ở đây bị chậm giờ đến 2 tiếng. Có khoảng 142 chuyến bay đã bị hủy, 99 chuyến phà trên 76 tuyến bị ngừng hoạt động. Cảnh báo tuyết rơi dày đã được dỡ bỏ ở khu vực đô thị của Seoul, tuy nhiên thì vẫn có hiệu lực ở nhiều khu vực phía nam thủ đô. Theo ghi nhận, đã có ít nhất 11 người bị thương trong vụ tai nạn liên quan đến 53 ô tô trên một đoạn đường cao tốc ở thành phố Wonju, miền đông của Hàn Quốc. Sự cố xảy ra khi nơi đây hứng chịu tình trạng tuyết rơi dày. Vụ tai nạn xảy ra vào tầm 6 giờ chiều ngày hôm qua, được cho là do đường đóng băng trơn trượt, khiến hàng loạt ô tô bị mất lái gây ra va chạm. Một cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân chính xác của vụ việc. 150 chuyến bay cũng đã bị hủy tại các sân bay trên toàn Hàn Quốc do tuyết rơi. Hàn Quốc đón trận tuyết đầu mùa năm nay, tại nhiều nơi, trong đó có thủ đô Seoul, ghi nhận tuyết rơi dày kỷ lục, lượng tuyết lên tới hơn 20 cm kèm theo có mưa. Hàn Quốc đã nâng cảnh báo tuyết rơi dày từ mức thận trọng lên mức báo động, đề nghị người dân hạn chế đi ra đường nếu không cần thiết, đồng thời nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì ô tô riêng. Thống kê cho thấy ô nhiễm không khí do cháy rừng liên quan đến hơn 1,5 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới, phần lớn xảy ra tại các nước đang phát triển. Nhóm nghiên cứu quốc tế đã phân tích dữ liệu về cháy rừng, bao gồm cả cháy rừng tự nhiên và cháy do con người gây ra như đốt nương rẫy. Kết quả cho thấy từ năm 2000 cho đến năm 2019, khoảng 450.000 ca tử vong mỗi năm do bệnh tim mạch có liên quan đến ô nhiễm không khí do cháy rừng, 220.000 ca tử vong do bệnh hô hấp cũng được cho là do khói và bụi từ các đám cháy. Các quốc gia có số người tử vong cao nhất là Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ấn Độ, Indonesia và Nigeria. Con số này dự kiến sẽ tăng trong những năm tới do biến đổi khí hậu, cháy rừng xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn.